Xin chào bà cô chú anh chị các bạn kênh Thu Nguyệt miền Tây. Thì hôm nay đồng của mình cắt lúa hết trơn rồi nè. Thì hôm nay mình sẽ làm món hến phơi nắng đặc sản ở An Giang. Thì chị hai mình đang cầm máy đó nha. Dạ, thì Thu Nguyệt xin chào ông bà cô chú anh chị bạn đến với kênh nha. Thì hôm nay có hai chị em quay thôi, không có cameraman quay, cho nên là Thu Nguyệt sẽ cầm máy quay cho Thu Sương. Thì ở đây là hến hôm bữa nè, hến hôm bữa mấy chị em mò dưới sông đó cả nhà, xong mà cũng ngâm 2 ngày rồi. Thì bữa nay nó cũng sạch rồi, thì hai chị em có đâm một chén muối ớt siêu cay của bé Sương. Siêu cay luôn. Nó thì bây giờ bé Sương sẽ trộn vô nha. Trộn vô. Hến này á, cho biết là đặc sản của An Giang á nha. À, cái mùa nắng này là hến người ta bán nhiều lắm luôn á. Nắng gắt luôn. Đây. Đây xe máy máy gì ta? Máy kéo hả? Kéo. Đang kéo lúa vô cho. Cái này á, thì ông bà cô chú anh chị bạn ơi, thì ai bụng yếu á thì ai chỉa nha. Đây, cái này chỉ dành cho những người bụng tốt thôi. Nó chảy nước dữ ra. Thì cái này á, mình phơi nắng á, là mình phơi 2-3 nắng á, nó mới thấm vô con hến của mình được, với lại nó chín lắm. Ừ. Đây, thấy hấp dẫn không? Quá trời hấp dẫn luôn. Cái này để muối vô á, chín xong rồi ăn ngậm nước cút cút cút. Hồi nhỏ Thu Nguyệt được ăn một lần á, nó thấy nó cũng ngon lắm, chung là nó không có tanh như cả nhà nghĩ đâu. Với lại mình vừa rút nước đó, cả nhà nó mặn mặn á, nó béo nữa. Rồi bây giờ hai chị em sẽ đem kiếm chỗ nào nắng hai chị em phơi nha. Chị cả nhà ơi, thì chỗ này mình thấy nó nắng từ sáng tới chiều luôn, thì mình sẽ phơi ở đây nha. Thì cả nhà đợi mình phơi nắng một ngày nữa thì mình sẽ quay ăn cho cả nhà xem. Nhà đợi mình nha. A few moments later. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ là tới ngày hôm sau rồi. Thì trong thời gian chờ đợi hến nó khô quá, thì mình sẽ đi làm vài miếng xài trước. Thì một xíu mình sẽ quay lại ăn hến. Mà không biết sao cây này nó cùng một cây mà trái nó lại nhỏ hơn, mà trong khi đó trái nó cũng một cây mà chà, bự chà bá luôn. Mình sẽ ăn thử trái này. Cái này nó giống ta. Mình cái này cái đó mình tính ăn tại cây mà nó cao quá, nó không tới. Ơi tới mình hôm nay mình sẽ ăn trên cây luôn. Mình sẽ gọt. Hôm nay Thu Sương ăn xài trên cây. Thì mình ăn xài trên cây này có diện hơn, nó còn sống trên cây á, hôm sau mình ra mình ăn tiếp. Cái mùi xài, cái mùi xài giống mùi xài. Rồi xong rồi nào. Ê.
Quậy 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 quậy. Nha, mời ông bà cô chú anh chị bạn ăn nha. Già rồi. Thầy này nó ghép hay sao á. Thì chị hai mình đang cầm máy hả? Trời ơi, còn gì hấp dẫn hơn là ăn trên cây vậy không? Ngon. Thì mình ăn xài chung với mắm đường nè. Có cùi luôn. Xà hết. Chén mắm đường của Hu Xuân. Ngon quá. Chị hai mình vừa này là trải miếng rồi. Nhức cái nắp luôn. Chắc bà chủ vườn bà không biết đâu. Hy vọng là bà không xem được clip này. Nói với cái nhà ơi, sao này thầy của bà nội chứ không phải bà chủ vườn nào ở đây chứ. Nãy mình xin bà nội rồi, bà nội kêu ăn hết cây cũng được. Thì còn nửa trái mình sẽ chừa ở đây mơ mình ăn tiếp. Nhưng bây giờ mình sẽ đi qua quay ăn hết nha. Chủ nhà đợi xíu nha. Đây cả nhà ơi, sau một ngày thành quả nó là được mà nó khô rồi nè. Đó, nó khô rồi. Thì cái này chắc ăn được rồi đó. Thấy có mấy con nó mở miệng á. Bây giờ mình sẽ hưởng thức nha. Cái con nào? Thì đây là đặc sản của An Giang. Thì mình là người An Giang nhưng mà lần đầu mình được ăn con này luôn. Trải nghiệm ăn ăn muối ớt. Thịt nó khô rồi nè. Đúng rồi. Thì mời ông bà cô chú anh chị bạn ăn nha. Nó chín rồi, ăn ăn nó cũng không có tanh. Mình ăn cái này kiếm con nào mở miệng. Thì mình ăn cái này á, mình phải nhúc nhúc nha. Thì cái này mình chế biến á, thì mình chà rửa sạch sẽ trước nha cả nhà, cho nó sạch sịn nó với khuẩn này kia. Đất á, mình về mình ngâm một một hôm nữa mình mới làm á. Trời ơi béo ngậy luôn. Thì mình nghe nói như là một con hến bự như vậy nè, thì người ta bán một lon á, một lon 15.000, còn cái con hến mà hến nhỏ như nè, người ta bán 10.000 á. Mình thấy trên mạng nhiều người ăn quá hôm nay cho nên mình đi mò, mình làm đi ghe người ta mình ăn thử. Nó con này nó nước không vậy? Mặn chát luôn. Cái này mình phơi nắng á, nó khô rồi nó sẽ đỡ tanh hơn. Ôi nó kiểu như nó ướt nhẹp quá, không dám ăn luôn á. Có mấy con khô.
Nè. Ngạn vô nó béo, nó ngon lắm. Ngọt nữa. Mình ăn cái này á, mình ấy miếng muối vô mình ăn. Rồi kiểu con hến nó béo á, béo ngọt, mình lấy miếng muối ăn vô nó sẽ đậm đà hương vị. Mình có để ớt nữa. Cay cay he he chứ. Thì cái món này không dành cho những người bụng yếu, chỉ có những người bụng tốt á mình mới ăn, mình có biết bụng mình yếu hay tốt nữa. Thì cảnh báo trước cho cả nhà nhé. Nhà hay vậy thôi chứ ngon lắm. Thì mình ăn nãy giờ mặn quá, mình đi uống nước. Thì clip ăn hến tới đây thì mình xin khép lại nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã coi hết clip. Cả nhà nhớ like và đăng ký cho Hồ Sơ ra nhiều clip hơn nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.